Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là một cái khu đô thị, khu Gia Phát thuộc thành phố Bà Rịa. Hôm nay tôi muốn giới thiệu quý vị một căn nhà làm cấp 4 thôi nhưng mà rất là mới, đẹp. Có diện tích là 7 x 21. Ở đây thì đã có sổ sách các thứ đàng hoàng rồi. Nhà mới tinh luôn. Cô chú ở trên Sài Gòn đã làm xuống đây nhưng mà lại có việc nên lại phải bán. Rất là tiếc nhưng mà phải bán. Thì cái này cô chú thiết kế rất là thân thiện với môi trường luôn. Nhà này thì là hướng Tây. Rồi, đây mình đi vào bên trong. Đây là cái sân trước này. Mình có thể là đỗ ô tô. Đây, trồng rất nhiều cây cảnh luôn. Nhà của mình thì có 2 phòng ngủ quý vị nhé, 3 toilet, sân đỗ ô tô và có một cái sân đằng sau. Khi bán thì cô chú có để lại đồ nội thất. Giá đang chào bán cho căn này là 2,25 tỷ quý vị nhé. Và giá mà đưa ra đấy gọi là giá bán luôn rồi quý vị nhé. Đấy, vậy chỉ bớt cái tiền cà phê thôi chứ còn cũng không có bớt đâu, không phải để thương lượng đâu. Đấy, đây mình đi vào cái phòng ngủ đầu tiên ở phía ngoài nhá. Đây, phòng này thì nó cửa sổ là quay ra ngoài hiên, ra ngoài sân trước. Đấy, phía đối diện này nhà người ta cũng mới xây xong. Đấy, ngang 7 mét, rất là đẹp. Mình làm 2 phòng ngủ ở một bên, còn một bên thì là nhà bếp rồi phòng khách. Đây, nhà vệ sinh này toàn bộ đều là dùng đồ nội thất rất là cao cấp quý vị nhé. Giờ hầu hết người ta đều dùng cái vòi hoa sen kiểu như vậy. Rồi. Thiết bị điện đều có Panasonic.